Hello chào các bạn. Quay lại với series trở thành ITBA thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ nói về cái mô hình BACCOM, Business Analysis Core Concept Model. Mô hình này mình có thể gọi là đã cổ bổng của phái BA một cái vỏ công trấn phái của phái ba rất là quan trọng và cái mô hình này là cái nền tảng cho các bạn sử dụng cho lâu dài gần như là có thể nói là suốt cuộc đời làm ba của các bạn và sử dụng cho rất là nhiều tình huống khác nhau cho dù là các bạn là itba hay là non it đều có thể sử dụng một cách đầy đủ và cũng như là trong trường hợp các bạn muốn thi chứng chỉ ba thì các bạn phải nắm về cái mô hình này từ video clip này thì mỗi video clip mình sẽ cho các bạn một cái tip gì đó để mà các bạn có thể làm tốt công việc BA nói chung. Trong video clip này thì cái tip hôm nay đó là dịch nghĩa có phải là tương đương với định nghĩa hay không? Thì lát các bạn sẽ hiểu vì sao mình nói về cái câu chuyện này. Đây là một trong những cái sai lầm của các bạn làm BA khi hoặc là các bạn học BA. Quay lại mô hình ba thì ở đây các bạn thấy là mô hình bác nó có 6 nhánh. Needs, Solution, Value, Stakeholder, Change và Context. Thì các bạn thấy 6 nhánh này nó được dựa trên định nghĩa BA của IIBA. Đúng không các bạn? Mô hình bác được dựa trên ngôi sao David. Đây là một ngôi sao rất là quyền năng trong Thiên Chúa Giáo. Mô hình bác nó cũng quyền năng tương tự như vậy. Mô hình bác có 6 nhánh được dựa trên ngôi sao David và cực kỳ quyền năng. Thì sáu nhánh này nó như thế nào? Chúng ta cùng xem. Đầu tiên là mình nói tới chữ needs. Đây là lý do vì sao mình nói các bạn định nghĩa nó có phải là dịch nghĩa hay không? Thông thường các bạn sẽ thấy chữ needs các bạn coi từ điển, các bạn sẽ dịch ra là nhu cầu, đúng không ạ? Tuy nhiên nó không phải là định nghĩa của chữ needs trong mô hình backham. Chữ needs trong mô hình backham nó sẽ nói về vấn đề và cơ hội. Có vấn đề, có cơ hội thì mới tạo nên một cái nhu cầu nào đó. Cái ý nghĩa đó là như vậy. Chứ không phải là các bạn cứ thấy chữ needs là cứ, cứ nghĩ tới nhu cầu. Lát chúng ta coi ví dụ chúng ta sẽ thấy rõ. Đây là lý do vì sao mà tip ngày hôm nay đó là các bạn cần phải phân biệt rõ giữa dịch nghĩa và định nghĩa đừng bao giờ lấy dịch nghĩa trong từ điển để áp đặt một cái định nghĩa cái việc đó sẽ làm cho các bạn là hiểu sai rối khi mà làm eba khi mà học ba luôn tất cả mọi thứ chúng ta phải phân biệt rất rõ giữa dịch nghĩa và định nghĩa đừng bao giờ áp đặt dịch nghĩa thành định nghĩa của nó rồi các bạn sẽ hiểu sai quay lại mô hình bác thì chữ nis sẽ nói về vấn đề cơ hội có vấn đề có cơ hội gì đó thì mới tạo nên, mới khơi gợi, mới, mới kích thích ta có một cái mong muốn, có một cái nhu cầu nào đó, cái ý nghĩa nó là như vậy. Change, bạn có vấn đề, hay bạn có cơ hội thì bạn cần phải tận dụng cái gì, bạn phải điều chỉnh cái gì, một bạn cần phải thay đổi cái gì để mà các bạn có thể giải quyết được vấn đề, bạn có thể tận dụng được cơ hội. Solution, giải pháp một cách cụ thể để thay đổi những điều đó chúng ta cần giải pháp cụ thể như thế nào các bạn phân biệt giữa change và solution nhé change là chúng ta cần thay đổi điều gì việc gì để mà giải quyết được vấn đề còn solution thì để tạo nên cái sự thay đổi đó để có thể thay đổi được thì chúng ta cần phải làm gì nó khác nhau context chúng ta sẽ nói về hoàn cảnh về môi trường về scenario cái gì bị tác động cái gì bị ảnh hưởng sau khi thay đổi, trước khi thay đổi nó như thế nào? Value thay đổi sau khi có giải pháp. Chúng ta có những giá trị gì mang lại? Giá trị ví dụ như là vui vẻ, nhanh, tiết kiệm, ABC gì đó rất là nhiều cái giá trị. Stakeholder, các cái bên liên quan trong cái cuộc chơi này. Để dễ hiểu hơn, chúng ta làm một cái ví dụ. Giả sử như các bạn là một công ty ao suột, một công ty phần mềm. Có một khách hàng tới nói với các bạn là tôi muốn quản lý dự án chặt chẽ và đúng tiến độ. Khi tiếp nhận những cái kiểu câu hỏi này, các bạn sẽ cảm thấy, ồ chung chung quá, nói gì giờ ta, biết cái gì bây giờ. Thì cái vấn đề đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng mô hình Backham để phân tích, coi là người ta sẽ có thể muốn gì ra sao. Và từ đó chúng ta sẽ có những cái định hướng một cách rõ ràng. Ở đây, các bạn thấy, để sử dụng mô hình Backham, mô hình Backham này các bạn nhìn, các bạn sẽ thấy là nó không hề có bất kỳ một cái dòng tròn, một cái chiều hay một cái gì hết nó chỉ có 6 cái nhánh thôi thì cái cách sử dụng nó cũng tương tự như vậy 6 nhánh các bạn có thông tin gì thì các bạn hãy để vào các nhánh phù hợp rồi từ đó chúng ta sẽ tư duy ra các nhánh còn lại bây giờ cái câu là tôi muốn quản lý dự án chặt chẽ và đúng tiến độ các bạn sẽ bỏ vào đâu nis ư không mình đã nói rồi chúng ta phải phân biệt rõ dịch nghĩa và định nghĩa mà nếu như các bạn dịch nghĩa chữ nis thì các bạn sẽ bỏ câu này vào chữ nis nhưng sai rồi ở đây định nghĩa nis là vấn đề và cơ hội quản lý dự án chặt chẽ và đúng tiến độ có vấn đề gì ở đây không có cơ hội gì không đâu có nó là cái gì nó là value chặt chẽ và đúng tiến độ đúng không ạ nó là cái gì nó là value context hoàn cảnh ở đây là chạy một dự án và quản lý dự án thôi. Đúng không? Cái tình huống, cái scenario. Nhưng ở đây nó không phải là needs mà đây là value. Giá trị mang lại là để làm gì? Chặt chẽ và đúng tiến độ. Thì bây giờ, các bạn như mình nói chúng ta có sẵn những thông tin này rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tư duy, suy nghĩ ra những cái còn lại. Needs nó có thể là gì? Nó có thể là đôi khi trong công việc chúng ta không biết phải làm gì hết dự án cần phải làm gì các công việc ra sao cái nào trước cái nào sau thứ tự ưu tiên như thế nào cũng biết thứ hai đang gặp một vấn đề là ồ dự án nào cũng trẻ tiến độ hết làm công việc gì cũng trẻ tiến độ hết phát sinh ra cái khái niệm là đùng đẩy trách nhiệm cho nhau và cũng như là người nhớ thì làm người quên thì thôi công việc nó trôi luôn các bạn thấy đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần giải quyết chứ chặt chẽ và dự án đúng tiến độ nó không phải vấn đề đúng không ạ thì làm sao để thay đổi điều này chúng ta phải có kế hoạch lập kế hoạch trong cách đàng hoàng thứ hai trong quá trình làm kế hoạch phải phân công trách nhiệm rõ ràng và cũng như là có các cái hành động các cái công cụ gì đó để mà nhắc nhở để mà giải quyết những vấn đề này thì bây giờ để thực hiện những cái change này chúng ta sẽ có những giải pháp như thế nào thứ nhất chúng ta có thể áp dụng mô hình waterfall cho quá trình planning thực sự đây là một cái kinh nghiệm của mình thôi một cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi waterfall là một cái mô hình quản trị dự án rất phù hợp cho việc planning Thứ hai, áp dụng cái mô hình RACI để mà phân công công việc rõ ràng. Thứ ba, có thể sử dụng một cái phần mềm ví dụ như là Microsoft Planner để có thể nhắc nhở và phân công công việc cho từng người một cách rõ ràng và cũng như là họ không thể nào mà đùng đại trách nhiệm với nhau được. Rồi cuối cùng, stakeholder liên quan, những người nào được hưởng lợi, những người nào bị tác động ở cái này. Ông chủ, công ty, các project manager, team dự án và cũng như là khách hàng tại vì dự án tốt để đúng tiến độ an toàn thì sản phẩm đầu ra sẽ ok khách hàng là người hưởng lợi thôi thì nhìn lại các bạn thấy mô hình bác nó có thể dùng để tư duy ra những cái chúng ta không biết hoặc để định hướng cho chúng ta để mà tìm hiểu để mà ra được nhu cầu của khách hàng khi mà các bạn đi phân tích đi thu thập yêu cầu đây là công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong quá trình các bạn làm BA thì qua video clip này mình muốn nói tới là các bạn hãy luyện tập cách sử dụng mô hình bát này để có thể áp dụng tốt trong công việc hy vọng sẽ giúp được các bạn chúc các bạn thành công hai lúa chào các bạn